từ lúc mới vào chùa vài ngày nhưng không hiểu ý nghĩa của chú và ý nghĩa của kinh, nên tụng kinh nào cho phù hợp. Thằng chú Đại Bi được Tịnh Độ Tông sử dụng vào trong các nghi thức đọc tụng. Vị trí của thằng chú này thường được đặt trước bài kinh chính. Bài kinh chính mới là quan trọng vì do Đức Phật nói. Còn cái nghi thức dẫn nhập từ quyện hương cho đến khai kinh kệ, và cái phần hồi hướng từ Bát Nhã Tâm Kinh cho đến Tam Tự Quy do người biên tập kinh điển biên tập vào. Không có thời gian, chúng ta có thể tỉnh lược những phần này, bao gồm thằng chú Đại Bi. Chỉ cần đọc phần chánh kinh là đã đủ. Nếu có thời gian thì đọc hết cả ba phần dẫn nhập, chánh kinh và hồi hướng. Chú Đại Bi mục đích là dạy chúng ta phát triển tâm từ bi lớn như Bồ Tát Quan Thế Âm. Thằng chú phần lớn là không có ý nghĩa. Có một số thằng chú có ý nghĩa phải học tiếng Sanskrit hoặc học qua các bản dịch để chúng ta hiểu được ý nghĩa của thằng chú này. Quý vị có thể lên mạng đánh vào thằng chú Đại Bi và ý nghĩa thì chúng ta sẽ có được cái bản giải thích từ câu 1, chữ 1, đoạn 1 để chúng ta hiểu rõ toàn vẹn. Nhưng mà mục tiêu chính của việc đọc thần chú là để tập trung và tăng trưởng chánh niệm. Sau khi có tập trung và chánh niệm rồi, việc đọc bài kinh chánh sau đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo lời kinh Phật dạy hơn. Nhờ đó nghiền ngẫm kinh, phát triển trí tuệ, ứng dụng trong đời sống thực tiễn để giải quyết các vấn đề nỗi khổ niềm đau. Việc đọc kinh giống như đọc một toa thuốc. Nếu không uống thuốc, tức là không ứng dụng kinh, thì bệnh vẫn còn y nguyên. Chúng ta thử liên tưởng: paracetamol giảm đau, teradon trị nhức đầu, glucosamine bổ xương, nhưng mà không uống thuốc đó thì bệnh nó còn y nguyên à. Cho nên đọc kinh rồi phải nhớ kinh, nhớ kinh rồi phải ứng dụng trong đời sống thực tiễn, chứ đừng có đọc kinh để cầu phúc, đọc kinh để kể cho mấy đức Phật, cái đó là hoàn toàn vô ích. Do đó các Phật tử tại gia đọc càng nhiều kinh chừng nào thì càng tốt chừng đó. Hỏi: vợ chồng chúng con có thai